Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet và Breguet. Đây là bốn thương hiệu được ví như là tứ trụ thương hiệu đồng hồ truyền thống được rất nhiều người mong muốn được sở hữu. Và trong video ngày hôm nay, Gia Bảo sẽ cùng quý vị khám phá một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Breguet. Đó là chiếc đồng hồ Breguet Marine. Những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ bắt đầu được nhen nhóm và phát triển từ những năm 60, 70 và đặc biệt đó là những năm 80 của thế kỷ trước, với sự khởi đầu đó là những chiếc Rolex Daytona hay là những chiếc đồng hồ Nautilus của Patek Philippe hay là những chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royale. Breguet tham gia cái thị trường này khá là muộn vào những năm 90 của thế kỷ trước, và đến thời điểm này thì bộ sưu tập Marine của Breguet mới chỉ có khoảng 33 tuổi thôi. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đánh giá qua về chiếc Breguet 5527 này. Với chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi là một chiếc đồng hồ có đường kính 42,3mm và có mức chống nước là 100m, lớp vỏ bằng vàng hồng. Mặt số thì nó thiên về xám nhưng có hơi một chút ngả cái màu nâu chocolate. Chúng ta đã biết là thế mạnh của Breguet đó chính là vân guilloche. Thì cái vân guilloche ở trên mặt số của chiếc đồng hồ này tôi phải nói là rất ấn tượng. Bởi vì khi tôi ra nắng thì tôi có thể chiêm ngưỡng cái vân guilloche này giống như là ánh nắng phản chiếu lên trên cái mặt hồ hay mặt nước. Dáng vỏ của chiếc đồng hồ này thì vẫn được lấy cảm hứng từ những chiếc đồng hồ cổ điển. Chúng ta có thể thấy DNA như là dáng vỏ đồng xu này, rồi hai bên hông là những cái đường vạch giống như là đồng xu, dáng vỏ truyền thống của Breguet. Tuy nhiên là kim mắt ngỗng của chiếc đồng hồ này thì nó được trang bị một lớp dạ quang. Cọc số thì không có quá nhiều điểm đặc biệt, nó được lấy cảm hứng từ những lá cờ hải quân. Chúng ta sẽ có một cái tay càng gắn liền với thân vỏ và không có phần lắc rời. Và khóa của chiếc đồng hồ này cũng vậy, một cái khóa mới nhìn rất đẹp với phần đầu khóa lấy cảm hứng từ vô lăng của tàu biển. Cỗ máy 582QA này là lấy cái base nền rất nổi tiếng của Le Mangnia mang mã hiệu 1350. Thì với chiếc đồng hồ này, với cỗ máy này 582, chúng ta sẽ có một bộ ly hợp ngang horizontal clutch với cơ cấu là cam levels. Cái cỗ máy 1350 Le Mangnia này, nếu quý vị có thể thấy ở đây, cỗ máy gốc nhìn trông rất là bình thường. Tuy nhiên Breguet modify lại hiện đại hơn. Chúng ta sẽ thấy là rất nhiều những chi tiết được mạ đen hoàn thiện đánh bóng, nhìn nó trông nó hiện đại hơn rất nhiều so với cỗ máy cổ trước đây. Chúng ta có thể thấy được rotor được làm skeleton này. Một số chi tiết ở trên chiếc đồng hồ này thì đều được đánh bóng gương này, ví dụ như là vít này, bộ phận cân bằng, cầu cân bằng được đánh bóng gương rất là tỉ mỉ. Những cái cầu máy thì được làm vân sọc Côte de Genève rất là đẹp mắt, rất là mịn. Những cái đòn bẩy thì cũng được hoàn thiện Côte de Genève và vắt cạnh đánh bóng hàng lát. Sau đây thì tôi sẽ thử thao tác chức năng chronograph trên chiếc đồng hồ này. Vì cái cỗ máy này là một cỗ máy sử dụng hệ thống cam level nên khi chúng ta reset chúng ta phải sử dụng nhiều lực hơn. Ở cuối video này chúng ta hãy so sánh Breguet Marine với những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ khác của Patek Philippe, Vacheron Constantin và Audemars Piguet. Thứ nhất đó là Patek Philippe Nautilus mang mã hiệu 5980R với cỗ máy 28520, đại diện đến từ Vacheron Constantin Overseas, đó chính là phiên bản 5500 vỏ bằng vàng hồng với cỗ máy là 5200. Còn với Audemars Piguet đó chính là chiếc Royal Oak mang mã hiệu 26240R với cỗ máy 4401. Cuối cùng đó chính là chiếc Breguet Marine mang mã hiệu là 5527BR với cỗ máy 582QA. Đầu tiên đó là mức giá hãng của 4 chiếc đồng hồ này. Chiếc Patek 5980 Nautilus có mức giá hãng đắt nhất khoảng 77.000 USD. Kế tiếp đó chính là Vacheron Constantin 5500V với giá hãng là 55.000 USD. Tiếp đến đó chính là AP Royal với 53.000 USD. Và cuối cùng đó chính là Breguet Marine. Về điểm chung của 4 chiếc đồng hồ này, 4 chiếc đồng hồ cùng là Sportwatch, đồng hồ thể thao, có chức năng chronograph, lớp vỏ bằng vàng và bộ máy tự động. Tuy nhiên cỗ máy 28520 của Patek thì có phần nhỉnh hơn một chút với chức năng lịch thường niên. Và cái cỗ máy này thì tôi thấy là ổn định nhất. Cỗ máy 28520 này phải nói là rất tin cậy. Cái cỗ máy chronograph của AP 4401 thì mới được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2019. Và cho đến năm 2021 thì chiếc Royal Oak và Royal Oak Offshore đã được trang bị cái cỗ máy chronograph in-house này. Trong 4 cỗ máy này, chỉ có duy nhất Marine, tôi phải nói là nó ở ranh giới giữa in-house và không in-house. Quý vị có biết vì sao không ạ? 3 thương hiệu còn lại, AP, PP và VC thì đều là những cỗ máy in-house, không sử dụng trên cỗ máy nền nào khác.
Còn với Breguet thì cô máy 582QA này thì thương hiệu đang sử dụng base nền, đó là Le Magnia 1350. Nên theo tôi thì cái thuật ngữ in-house với trường hợp này là nó chưa hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ có một cái tư duy ngược như thế này. Có thể nói là Breguet Marine thì ra đời vào năm 1990, phiên bản đầu tiên, cho đến nay mới chỉ có 33 năm. Có lẽ là cái bộ sưu tập này nó còn tương đối là mới. Ngoài ra thì cái yếu tố câu chuyện của những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ này cũng là một điều ảnh hưởng đến mức giá của bộ sưu tập. Ví dụ như là Royok hay là Nautilus thì chúng ta đã biết đã được thiết kế bởi nghệ nhân tài hoa Gerard Genta. Thậm chí là Overseas thì đó chính là York Hysek lấy từ phiên bản Triple True. Còn với Breguet Marine thì chúng ta không có một câu chuyện gọi là đủ sức hấp dẫn hay là đủ để người mua có thể ghi nhớ. Sau đây thì tôi sẽ lên tay chiếc đồng hồ này. Cổ tay tôi là cổ tay dạng tròn, có chu vi là 17, gần 17. Khi lên tay, chiếc đồng hồ này nó khá thoải mái. Về điểm cộng là khá thoải mái. Tuy nhiên, dáng vỏ này nó không được mềm mại. Mặc dù là những chiếc đồng hồ như là tôi có so sánh ở đầu video như là Patek Philippe Nautilus, VC hay AP, tuy nhiên là tôi không thấy có những điểm mềm mại ở trên chiếc đồng hồ này cho lắm. Đó, đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Còn về lớp vỏ chiếc đồng hồ này thì tôi rất thích cái nút bấm chronograph ở trên chiếc đồng hồ này. Hai nút bấm chronograph kết hợp với cái nút chỉnh giờ chính thì nó tạo ra giống như là một cái chân vịt đó, đúng không? Nó là một cái chân vịt. Về tổng thể của chiếc đồng hồ này có thể nói là tôi khá hài lòng nếu như đeo hàng ngày. Trong video thì quý vị đã có những góc nhìn khá tổng quát về những chiếc đồng hồ thể thao xa xỉ của Breguet, Patek Philippe hay là Audemars Piguet cũng như là Vacheron Constantin. Đó là quan điểm của Gia Bảo về những chiếc đồng hồ này. Thì quan điểm của quý vị thì sao? Hãy cùng comment ở phía dưới video quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.